Xin chào mọi người, hôm nay Vinh đang có mặt tại El Mon Bình Dương để trải nghiệm một cái bữa ăn trưa. Hôm nay lên đây thì mà trước mắt là mình thấy đồ ăn nhìn rất là hấp dẫn. Ở đây hình như là có ba cái món gọi là món chính á, là món tteokbokki nè, cơm trộn nè, là lẩu hoàng cung. Bây giờ mình sẽ từ từ mình thưởng thức từng cái nha. Ok, tteokbokki nhìn hấp dẫn quá. Sáng giờ nhìn ăn chưa ăn gì hết, nên đi để ăn món này. Khi mình thành coi mấy cái phim Hàn Quốc hồi xưa đó các bạn, thì đây là cái món mà mình tò mò nhất. Thì nó cũng vì nó là cơm, không biết nó có ngon không. Thì thật sự khi lần đầu tiên mình ăn thì thấy rất ngon. Thì cái món này thật sự là phải là từ 4 đến 6 người ăn vẫn được nha các bạn. Và cái giá thì rất là mềm, thì có 295.000 một cái lẩu như vậy. Các bạn ơi, giòn vậy chứ mà nhiều lắm. Này có bò này, có tôm này, bạch tuộc nè, cá viên, trứng, xúc xích, rồi rau củ quả, bắp, rất là nhiều thứ.